Xiaomi Mix Flip, điện thoại gập có màn hình ngoài tràn viền. Xiaomi Mix Flip có màn hình ngoài 4.01 inch với thiết kế tràn viền nửa trên của máy cùng thông số cao về hiển thị và vi xử lý Snapdragon Gen 3. Trải nghiệm nhanh Xiaomi Mix Flip. Gia nhập thị trường điện thoại gập từ 2021 nhưng năm nay mới là lần đầu Xiaomi giới thiệu điện thoại gập dạng vỏ sò tương tự dòng Z Flip của Samsung hay Fold N Flip của Oppo. Xiaomi cho biết hãng từng làm hàng chục nguyên mẫu thử nghiệm các năm trước nhưng sau đó hủy bỏ vì cho rằng thiết kế, trang bị chưa đủ cạnh tranh. Với Mix Flip, hãng Trung Quốc tin sẽ tạo ra sự khác biệt với thiết kế màn hình ngoài tràn viền và cấu hình mạnh hàng đầu phân khúc. Máy mới giới thiệu tại Trung Quốc và chưa có kế hoạch đưa ra thị trường quốc tế. Các sản phẩm vì vậy sẽ không có phần mềm của Google cũng như chợ ứng dụng Play Store. Xiaomi Mix Flip dạng gập dọc với thiết kế hòa trộn giữa sự nhỏ gọn của Z Flip 6 và các đường nét bo tròn của Fold N 3 Flip. Máy nhẹ 192g, cảm giác cầm chắc chắn hơn đối thủ Samsung nhờ các góc bo mềm mại hơn. Tuy nhiên, phần viền được làm bằng chất liệu bóng, dễ bám vân tay so với bề mặt nhám nhẹ của Z Flip 6. Máy có 3 màu cơ bản là trắng, đen và tím, trong hình. Phần dưới với bề mặt nhám gần giống trên iPhone 15 Pro cho cảm giác sang trọng. Trong lễ ra mắt, Mix Flip còn có một phiên bản màu tím nhưng với họa tiết khác biệt thay vì bề mặt nhám toàn bộ. Khi gập, máy dày 15.99mm trong khi ở dạng thanh là 7.8mm, không lớn hơn đáng kể so với điện thoại thông thường. Nút nguồn ở cạnh bên tích hợp cảm biến vân tay cùng hai phím tăng giảm âm lượng ở phía trên. Mix Flip có ưu điểm về dung lượng pin so với các đối thủ là 4.780mAh, trong khi Z Flip 6 là 4.000mAh và Oppo Find N3 Flip là 4.300mAh. Để có được dung lượng cao dù không gian hạn hẹp, Xiaomi sử dụng công nghệ xúc mới với hàm lượng silicon 6% ở điện cực âm. Màn hình ngoài đem đến sự khác biệt cho Mix Flip với thiết kế tràn viền hoàn toàn, bao quanh cả cụm camera. Kích thước màn hình 4.01 inch, độ phân giải 1.5K tương tự màn hình trong và tần số quét 120Hz, hơn hai đối thủ cùng phân khúc. Màn hình có thể xoay dọc theo hai hướng để sử dụng tương tự Fold N3. Cách xử lý vùng hiển thị thông minh khi chia làm hai khu vực chính. Ngay dưới camera sẽ hiển thị các widget nhỏ trong khi phần còn lại hiển thị ứng dụng như thông thường nhờ tỷ lệ phù hợp giống điện thoại gập của Oppo. Các thao tác vuốt, chạm với màn hình ngoài đều mượt, có thể mở và dùng ứng dụng như camera, nhạc, gọi điện, nhắn tin, nhưng bàn phím hơi nhỏ. Một số phần mềm khác có thể mở như trình duyệt web nhưng hiển thị lỗi. Độ sáng màn hình 1600 nits, mật độ điểm ảnh 460 ppi. Thiết kế màn hình gập vỏ sò giúp Mix Flip tận dụng camera chính làm camera selfie và hiển thị toàn màn hình bên ngoài. Cả hai đều có độ phân giải 50MP cùng phần mềm hợp tác với Leica để sản xuất. Camera chính sử dụng cảm biến giải động cao Light Fusion 800 và ống kính tele tiêu cự 47mm dạng nổi độc đáo với khoảng cách lấy nét tối thiểu 9cm. Đây là trang bị khác biệt so với Z Flip 6 khi model của Samsung có thêm góc siêu rộng và không có ống kính tele. Thay vì logo nhà sản xuất đặt ở cạnh như Samsung, Mix Flip đưa logo Leica để nhấn mạnh khả năng chụp ảnh tốt của sản phẩm. Tương tự Mix Fold 4, thiết kế bản lề của máy cũng có tuổi thọ gấp mở là 500.000 lần. Màn hình bên trong của Mix Flip lớn 6.86 inch nhưng thực tế diện tích hiển thị nhỏ hơn một chút so với các điện thoại thanh cùng kích cỡ do tỷ lệ hơi hẹp ngang. Tấm nền LTPO độ phân giải 1.5K, tần số quét thích ứng 1-120Hz cho khả năng hiển thị tốt, màu sắc bắt mắt. Phần nếp gập hơi lõm nhưng không bị lộ khi sử dụng thông thường, đặc biệt với các nền trắng. Cạnh bên của Mix Flip khi mở với độ mỏng ấn tượng, bản lề khít không cho cảm giác hơi mở cạnh trên về trước như Fold N3 Flip. Sản phẩm cũng có cấu hình mạnh hàng đầu hiện nay với chip Snapdragon 8 Gen 3. RAM 12GB. Phiên bản trong hình có bộ nhớ 256GB. Xiaomi Mix Flip có sạc nhanh 65W, cao hơn nhiều mức 25W của Z Flip nhưng điểm trừ là không có sạc không dây như đối thủ. Ngoài ra, điện thoại của Xiaomi cũng không có khả năng kháng nước. Mỗi chiếc điện thoại gập của Xiaomi đi kèm với bộ case riêng cùng màu máy, tương tự điện thoại gập của Oppo.
phiên bản đặc biệt sử dụng chất liệu Composite Fiber Editing CFE và cũng có ốp đi kèm. Xiaomi Mi Flip có sạc nhanh 65W và dây cáp một đầu tai C và một đầu tai A, máy mới bán tại Trung Quốc với 3 phiên bản cấu hình khác nhau. Bản rẻ nhất dùng RAM 12GB, bộ nhớ 256GB giá 5.999 nhân dân tệ, 20,9 triệu đồng, bản có bộ nhớ tăng gấp đôi lên 512GB là 6.499 nhân dân tệ, 22,7 triệu đồng. Còn bản cấu hình cao nhất RAM 16GB, bộ nhớ 1TB giá 7.299 tệ, 25,5 triệu đồng. Thị trường điện thoại gặp tại Việt Nam vẫn là bài toán khó với các hãng, không riêng Xiaomi. Sau một năm rầm rộ với dòng Find N3, Oppo cho biết dừng đưa về bản nâng cấp năm nay, trong khi các hãng Trung Quốc khác như Vivo, Huawei không có kế hoạch bán điện thoại gặp trong nước. Samsung là thương hiệu đi đầu với dòng Z nhưng doanh số chưa thể bằng điện thoại thanh cao cấp Galaxy S. Đại diện Xiaomi Việt Nam cho biết chưa có kế hoạch bán dòng Mix ở thị trường trong nước năm nay.